sáng ngày 24 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Tý, tại hội trường đa năng chùa Phật Quang, số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn Đức trụ trì và tăng ni trong toàn tỉnh đã trở về tham dự buổi trì tụng giới bổn theo lệ hàng tháng, chư tăng tại chùa Phật Quang, chư ni tại tỉnh xá Ngọc Hải và nghe giáo giới từ Chư Tôn Đức giáo phẩm, sau đó tổ chức họp tăng sự, họp lệ hàng tháng. Buổi họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự, Trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Thắng, Ủy viên Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng Chư Tôn Đức tăng ni thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, vào ngày mùng 2 âm lịch hàng tháng, Chư Tôn Đức trụ trì các tòng lâm, tự viện và chư tăng ni tỳ kheo đại chúng trong toàn tỉnh đều phải trở về chùa Phật Quang để tham dự buổi họp tăng sự. Tại đây, Ban thư ký và bộ phận văn phòng Ban trị sự tỉnh, Ban tăng sự và một số ban ngành của Giáo hội tỉnh báo cáo về công tác hoạt động trong một tháng qua và dự thảo một số hoạt động trong tháng tới. Đây là buổi họp quan trọng được Thường trực Ban trị sự tỉnh đánh giá cao và là một trong 6 tiêu chí đánh giá về mức độ ý thức chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của tăng ni trụ trì trong tỉnh. Mở đầu cuộc họp, Đại Đức Thích Minh Khải, đại diện Ban Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thông qua nội dung chương trình, kết quả hoạt động Phật sự và những phương hướng cho hoạt động Phật sự tháng tới. Đây là buổi họp tăng sự đầu tiên trong năm sau Tết Nguyên Đán. Tại kỳ họp này, Chư Tôn Đức Tăng Ni được nghe Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, chủ tọa buổi họp tóm tắt công tác Phật sự trong thời gian qua, nhấn mạnh những điểm trọng yếu, kết quả Phật sự nổi bật và những phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cũng đã thông tin đến Chư Tôn Đức trụ trì về cách phòng tránh dịch COVID-19. Theo đó, Thượng tọa chia sẻ, dịch COVID-19 hiện nay chưa có vaccine phòng chống và thậm chí là có những trường hợp không có biểu hiện rõ ràng. Nên vì thế, chúng ta cần nên ăn chín, uống sôi và sử dụng các loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng để ngăn ngừa bệnh. Đặc biệt, tăng ni trụ trì cần làm tốt công tác tuyên truyền tại địa phương của mình để nhân dân, Phật tử hiểu và nâng cao ý thức, góp phần cùng xã hội phòng chống dịch bệnh. Đại Đức Thích Minh Khải thông qua công văn của Hội đồng trị sự về việc tấn phong giáo phẩm Chư Tôn Đức Phật giáo Kiên Giang. Theo đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tấn phong một vị lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng, 3 vị giáo phẩm Thượng Tọa và 4 vị giáo phẩm Ni Sư. Dịp này, Đại Đức đã thông báo đến Chư Tôn Đức về việc nhận pháp phục như đã triển khai theo đề án pháp phục Phật giáo của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi họp cũng đã tiếp nhận ý kiến phát biểu của Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố xung quanh các vấn đề về quản lý Tăng Ni tự viện. Buổi họp kết thúc sau lời phát biểu đúc kết của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn trong tinh thần hoan hỷ, thống nhất của toàn thể hội chúng. Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng chung tay theo dõi và chia sẻ những tin tức, sự kiện mà kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV đã sản xuất thông qua việc phát tem logo để Phật tử dán lên mũ bảo hiểm, lên xe ô tô, xe gắn máy, góp phần chuyển tải những hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo, hoằng dương chánh pháp.